Sau đây là kết quả xổ số Cà Mau thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2022. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 80. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 872. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9500-3783-9402. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6539. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 77394-39598-5819-26093-67729-00507-12349. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 82795-67069. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 01860. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 79345. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 219069. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 219069.